Ok, chào các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành luôn. Buổi sáng thì cái mặt nó hơi sưng hơn so với bình thường, cho nên nếu mà nhìn nó không có được đẹp gái lắm thì các bạn thông cảm. Mình vẫn chưa có skin care cho nên mình cũng sẽ bắt đầu với skin care luôn ha. Thì buổi sáng á, là sau khi rửa mặt rồi này nọ xong thì mình sẽ vỗ lotion. Đây là Naturally Skin Conditioner của Nhật mà mình mua cũng khá là lâu. Lúc trước thì mặt của mình hơi bị mỏng á, cho nên mình cũng ngại xài cái này. Nhưng mà sau này thì bây giờ thì da mình đã đỡ rồi, nên mình sử dụng nó thay thế cho toner. Chỉ cần vỗ một lớp thôi là được rồi, tại vì ban ngày mà. Với lại cái này nó cũng dưỡng ẩm nữa. Sau đó thì mình sẽ dùng tới serum của Olay Generous Microsculpting Serum. Đây là serum kiểu giống như là chống chảy xệ, chống lão hóa kiểu vậy á. Mặc dù là mình vẫn chưa có cần phải chống chảy xệ, chống lão hóa gì cả, nhưng mà phòng trước thì vẫn hơn. Ok, còn bồi nhơ bồi xương cổ. Gần đây thì skin care của mình nó cũng chuyển sang khá là tối giản và bình dân. Các bạn có hay hỏi mình nữa là update skin care lên, tại vì coi cái video Husband Does My Makeup á, thì các bạn có nói là da của mình đã đỡ mụn rồi á, thì muốn mình update tình hình. À, nhắc mới nhớ, cái áo này chính là cái áo mà mình đã mặc trong cái video Husband Does My Makeup á, chồng makeup cho mình á. Rồi, sau khi mà serum xong á, thì mình sẽ sử dụng tới kem. Kem mình có xài là cũng của Olay luôn. Như các bạn đã thấy thì dạo này skincare của mình đã chuyển sang sử dụng Olay khá là nhiều. Đáng lẽ là mình có một cái hũ kem ngày của Olay nữa, nhưng mà mình đã xài hết rồi, cho nên mình xài sang hũ kem đêm ban ngày luôn, kệ nó. Kem ban ngày thì nó có SPF 15, nó có chuột chút chống nắng. Yêu mà đằng này chút xíu nữa mình cũng sẽ bôi kem chống nắng, cho nên là thôi kệ, cũng không cần lắm. Mà mình cũng không có sợ nó nhờn nữa, bởi vì mình đi làm trong văn phòng máy lạnh á, cho nên đằng nào nó cũng sẽ khá là khô. Nên mình vẫn bôi cái này, vẫn cảm thấy ổn, ok, không bị sao cả. Mình sẽ bôi ít hơn là ban đêm thôi. Là những cái chỗ mà mình hay bị khô á, mình sẽ chậm chậm vô thêm một tí. Như là đầu mũi nè, với lại xung quanh miệng. Các bạn biết không, mình không ngờ là mình đã lấy chồng được gần 6 tháng rồi, gần nửa năm rồi các bạn. Ghê thật, quá nhanh. Ok, bây giờ thì mình sẽ bôi kem chống nắng. Đây là Skin Aqua Tone Up UV của Sunplay. Cái kem chống nắng này thì nó có SPF 50 cộng và PA 4 cộng. Và nó có cái undertone màu tím, cho nên nó sẽ điều chỉnh màu da một chút xíu, làm cho da của mình nó tươi tươi hơn một chút. Và nó cũng dưỡng ẩm. Ở trước thì mình xài kem chống nắng của Innisfree, cái loại mà triple care. Nhưng mà cái loại đó nó hơi bợ, tới cuối ngày nó bong bong bong, nó nhìn nó không có được đẹp mắt nữa. Với lại nó cũng không có khả năng dưỡng ẩm, bởi vì nó dành cho da nhờn mà, nên nó khô. Cái mình đi làm ở trong máy lạnh nó khô, nó tróc tróc, nó tróc 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 rồi. Bôi lên mắt luôn nha bạn. Thì cuộc sống hôn nhân của mình 6 tháng vừa rồi á, thì nó cũng trôi qua khá là êm đẹp. Mọi người hay nói là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng mình không có thấy vậy. Mình thấy rất là vui. Và mình cũng đọc thấy là sau khi cưới thì cái năm đầu tiên mình phải hạ tiêu chuẩn, hoặc là sẽ có rất là nhiều tranh cãi. Nhưng mà mình thấy không có tranh cãi gì hết trơn. Tất nhiên là có những điểm mà không đồng ý, nhưng mà tụi mình sẽ ngồi đối thoại với nhau, ngồi nói chuyện. Mà không phải đối thoại theo kiểu căng thẳng, tại vì chồng của mình với mình cũng khá tương đồng về nhiều điểm, cho nên khi mà đối thoại mọi thứ nó cũng rất là dễ dàng giải quyết. Và tụi mình không có tranh cãi gì hết. Và chồng mình thì cũng hơi kiểu chiều mình á. Và mình cũng không có làm cái gì quá đáng hay là bắt anh phải chiều theo ý mình cả. Sau khi mà tụi mình nói chuyện với nhau về một cái vấn đề gì đó mà mình hai đứa không đồng ý á, thì mình luôn luôn nói rằng nếu vậy thì thôi làm theo ý của anh. Mình cũng lúc nào mình cũng sẽ nói là thôi thì làm theo ý của anh vậy. Khi mà mình lấy chồng á, thì chồng của mình là người giỏi hơn mình, chu toàn hơn mình, và suy nghĩ cũng sâu sắc hơn mình. Cho nên mình cảm thấy tin tưởng và an tâm khi mà giao phó những cái quyết định quan trọng cho ảnh. Thì tất cả những cái đó khi nào mà ảnh chuẩn bị làm á, hoặc là ảnh có những quyết định lớn, có cái gì đâu quan trọng, ảnh sẽ luôn nói trước với mình. Ảnh luôn nói trước với mình và ảnh giải thích, phân tích cho mình. Thì mình nghe xong thì ít khi nào mình phải tranh luận lại lắm. Và nếu như mà có cái gì đó hơi bất đồng, mình sẽ nói ra là em cảm thấy
chứ không, mình không có dùng là chủ từ là anh, mình chỉ nói em. Ví dụ như những lúc mà ảnh có cái ý tưởng gì đó nhưng mà mình cảm thấy có một chút lấn cấn ở trong lòng á, thì mình sẽ nói rằng là em cảm thấy, chứ mình không chỉ là ủa anh nghĩ sao vậy, ủa anh, mình không có nên nói như vậy ha. Như thế là sẽ xúc phạm tới lòng tự tôn của người đàn ông, thì mình chỉ nên nói về cảm xúc của mình thôi. Nên là em nghĩ là, em thấy là nói như vậy đó. Và lúc nào thì kết thúc cuộc đối thoại thì anh cũng sẽ nói là em cứ yên tâm ở anh. Wow, khi mà anh mà không biết sao chứ bất kỳ mọi cái lý do hay logic gì đó cũng đều thua cái câu em cứ yên tâm ở anh. Tự nhiên anh nói câu đó cái xong mình cảm thấy tại sao mình lại không tin ảnh nhỉ. Và một cái người đàn ông gọi là Mr. Right đó, thì khi họ làm cái gì họ cũng sẽ rất cân nhắc rất là kỹ cho mình luôn, chứ không phải là chỉ có chăm chăm theo cái mong muốn của ảnh đâu. Nói chuyện cái quên làm tiếp theo. Dạo này thì da của mình cũng không có nhiều mụn lắm. Nói chung là lâu lâu thì nó cũng nổi một hai cục, xong rồi để lại vết thâm vậy thôi, cũng nhẹ nhẹ. Cho nên thông thường thì mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm nhiều hơn. Nhưng mà hôm nay sẵn làm video thì mình sẽ làm hơi full face một xíu. Đây, vẫn là chiếc kem gloss quen thuộc. Hôm nay mình sẽ sử dụng BB cream của hãng Tabibijin Mineral. Đây là một cái BB cream của Nhật mà Nhung, bạn của mình bên YouTube Vietnamese Living in Japan á, bạn nó tặng cho mình trong chuyến về Việt Nam vừa rồi. Cái Mineral BB cream này nó cũng có SPF tới tận 35 luôn á. Nhưng mà anyway, cho dù các sản phẩm makeup mà nó có chứa chống nắng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không thể nào thay thế bằng kem chống nắng được. Ví dụ như kem nền đi, các bạn cũng chỉ đánh một cái lượng vừa phải, chứ bạn không thể nào đánh full face mà đầy mà dày để cho đủ cái độ chống nắng, đúng không? Trong khi đó thì mình cần đủ cái độ chống nắng. Mình sẽ đánh mỏng mỏng thôi. Khi mà đánh nền á, chúng ta phải tán đều cái kem nền ra, dùng tay tán đều ra trước. Nói vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cái bí quyết làm sao mà để cho hai vợ chồng không có cãi nhau. Các bạn cứ nhớ là hãy sử dụng chủ từ là em, nói ra suy nghĩ của mình, tôn trọng mà ha. Nói ra suy nghĩ của mình nhưng mà với một cái thái độ rất là tôn trọng, và chỉ sử dụng chủ ngữ là em thôi, không có chỉ trích ảnh, không to tiếng, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, giữ bình tĩnh. Cái quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Nhưng mà tại sao lại phải giữ bình tĩnh, đúng không? Giữ bình tĩnh tức nghĩa là mình đã phải cảm thấy rất là tức tối và đã rất là bực mình và muốn cãi nhau rồi. Mà tại sao lại muốn cãi nhau? Tức là hai người đã bắt đầu hơi căng thẳng rồi. Nhưng mà đừng có để cái chuyện đó xảy ra, đừng có để cái không khí căng thẳng đó xảy ra. Đừng có tâm thế rằng trách người ta. Mình phải suy nghĩ và lắng nghe để tiếp thu cái ý người ta nói trước, gọi là cái tinh thần cầu thị á các bạn. Cái điều thứ hai á, mình muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà kết hôn á, thì một khi mà các bạn đã chấp nhận kết hôn với người ta rồi, ngoại trừ những cái trường hợp mà cưới nhau vì tiền hay là lợi dụng nhau gì đó, mình không có đưa vào trong cái video này hay là nhắc đến trong video này, tức là những cái trường hợp đặc biệt đó mình sẽ không nói tới. Nhưng mà hầu hết chúng ta cưới nhau là vì chúng ta yêu nhau, đúng không? Đó nên là một cái nền tảng cơ bản và nền tảng quyết định cho cái hôn nhân của các bạn. Thì mình yêu thì mình mới cưới, mà khi mình yêu người ta và mình biết là người ta cũng yêu mình, thì các bạn phải luôn luôn tin rằng, luôn luôn nhớ cái điều này, đó là chồng của bạn cũng rất là yêu thương bạn. Và người đàn ông thì họ suy nghĩ và họ hành động khác với phụ nữ. Cái điều đó là nếu mà chúng ta có đọc sách, là chúng ta có coi những cái chương trình về tình yêu, hôn nhân, gia đình gì đó, thì chúng ta cũng đã biết rồi. Và cũng không còn phải đọc sách nữa, mình dựa vào cái quan sát rồi mình cũng đã biết rồi. Hoặc nếu các bạn chưa biết thì bây giờ các bạn sẽ phải biết. Đó là đàn ông và phụ nữ hoạt động khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Người đàn ông thì họ thiên về hành động hơn, người phụ nữ thì lại thiên về lời nói và cảm xúc hơn. Đàn ông thì họ logic hơn, cho nên các bạn đừng có thấy là xã hội yêu nhau, ảnh lãng mạn, ảnh tình tứ. Mình quên giới thiệu, xin lỗi. Ở đây là kem che khuyết điểm mình sử dụng ha, là của Maybelline. Mình sử dụng hai màu, màu số 10 và màu số 15 mix vào nhau. Tại vì màu số 15 thì sáng quá, màu số 10 thì hơi tối quá so với da của mình. Khi mà yêu nhau các bạn cứ theo cảm xúc nhiều quá và các bạn hờn dỗi rồi đòi hỏi người đàn ông họ phải chiều chuộng và họ phải hành xử theo kiểu con gái, hành xử theo kiểu phụ nữ. Thì lúc yêu nhau thì đương nhiên rồi, một tuần ta chỉ gặp các bạn có 2-3 lần. Nếu như mà các bạn theo đạo BPINC như mình thì các bạn chỉ gặp người ta có 1 lần. Mà mấy bạn đã búp bê thì không khỏi nói rồi, thì mình không cần phải giải thích nữa. Nhưng mà cho những ai chưa biết, hay là nếu như mà các bạn một tuần gặp người ta có 2-3 lần thì đương nhiên là người ta có năng lực, có sức lực để người ta diễn cho các bạn, để người ta yêu chiều các bạn, để người ta nựng nịu nâng niu các bạn. Nhưng mà khi kết hôn rồi á, thì đâu có ai đủ sức lực để mà làm chuyện đó nữa.
Nếu như hồ hẹn hò người ta phải gồng lên, nhưng mà nếu như hồ hẹn hò các bạn để cho người ta được làm người ta, để cho người ta được thoải mái làm một người đàn ông và không phải chiều chuộng các bạn theo kiểu của phụ nữ, thì khi kết hôn các bạn sẽ không bị vỡ mộng. Khi mà đã lên tới hôn nhân rồi thì người ta suy nghĩ một cái gì đó trách nhiệm hơn và gia đình hơn và trưởng thành hơn rồi, cho nên không có thể nào cái kiểu mà các bạn đòi mong đợi là khi còn yêu nhau thì người ta nhắn tin mỗi ngày, hay là người ta nói nhớ nói yêu các bạn mỗi ngày, còn kết hôn thì người ta cũng phải làm như vậy thì rất là khó. Nhưng nếu như mà khi hẹn hò thì các bạn cư xử có chừng mực, có một chút ranh giới, khi đó người ta có cái không gian, người đàn ông họ có không gian để họ thở, thì họ cũng sẽ đối xử với các bạn với một sự gọi là nhất quán, không có thay đổi gì nhiều cả khi hẹn hò lẫn khi bước vào hôn nhân. Và tiếp theo thì mình sẽ phủ phấn. Đây là phấn baby của Shiseido. Nếu mà là beauty guru thì mình sẽ là beauty guru tệ nhất, tại vì mình xài cái gì? Mình xài kem che khuyết điểm Maybelline, mình xài phấn baby Shiseido, mình xài kem dưỡng da Olay, trong khi không ai xài hết. Rồi sau đây mình sẽ dùng cọ bự để phủ khắp mặt. Hy vọng là cái video này nó sẽ không quá chán, tại vì những cái điều mình chia sẻ rất là khác với những người khác, nó không có kịch tính, và cuộc sống của hai vợ chồng mình nó không có cái gì để kể hết, tại vì nó quá là bình yên. Má hồng hay là mình kết hợp giữa màu hồng này với màu hồng màu cam này, hai cái hãng này thì không hề nổi tiếng chút nào hết. Mình xài lâu quá nó cũng bay hết trơn hiệu rồi, nhưng mà anyway nó vẫn rất là tốt, cho nên mình cứ xài thôi. Mình mix sai cái này ha, để nó không bị cam quá mà nó cũng không bị hồng quá. Có thể là các bạn sẽ rất là quan tâm về cái chủ đề này, đó chính là tiền bạc thì sao. Khi mà mình kết hôn rồi á thì mình cũng khá là bối rối về vấn đề tiền bạc, tại vì xung quanh mình ai cũng nói rằng là người phụ nữ phải giữ tiền. Ai cũng nói là chồng đi làm về thì phải đưa tiền cho vợ. Nhưng mà khi mình đọc sách á, thì những cái sách về làm vợ của Laura Doyle á, đó là cuốn sách mà mình gọi giống như là kim chỉ nam của mình. Khi mà mình hẹn hò thì The Rules là kim chỉ nam của mình, còn khi mà làm vợ thì sách của Laura Doyle là kim chỉ nam của mình. Mình sẽ để tên sách là Người Vợ Quy Hàng. Thì trong sách đó họ nói rằng là hãy nên giao quyền quản lý tiền bạc cho chồng. Khi mình nói điều này ra thì chắc là các bạn sẽ phản đối dữ lắm, và nó cũng hơi nhạy cảm nữa, nên là mình chỉ nói theo quan điểm của mình thôi. Nếu các bạn không đồng ý cũng được, và các bạn phản đối thì cũng không sao cả. Thì mỗi người mỗi cách, mình cũng không muốn bắt các bạn làm theo ý của mình. Mình sẽ giải thích lý do vì sao mà mình để cho chồng mình quản lý tiền bạc và mình làm theo cách của Laura Doyle. Thực ra thì mình cũng không có biết là nó sẽ hiệu quả tới đâu, tại vì mình cũng chỉ mới kết hôn được 6 tháng thôi. Bây giờ mình sẽ vẽ lông mày ha. Thì ok, các bạn cũng đã biết rồi mình vẽ lông mày bằng cái gì. Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade. Xài hoài chưa hết đúng không các bạn? Nè, mãi đến bây giờ nó mới thấy cái đáy chút xíu xíu. Ok, nãy mình nói tới đâu rồi? Tiền. Thì mình để cho chồng mình quản lý tiền bạc là thứ nhất là tại vì ảnh giỏi toán hơn mình, ảnh tính toán tốt hơn mình, và ảnh có kinh nghiệm quản lý tiền bạc hơn mình, bởi vì anh là anh cả, phải chăm sóc em út và lo lắng cho gia đình á, cho nên là anh giỏi trong cái việc quản lý tiền bạc hơn mình, nên mình có thể khả năng là tin tưởng. Nhưng mà cho dù là vậy á, thì người đàn ông á, thực sự mình nói thật là người đàn ông mà yêu bạn, kết hôn với bạn vì tình yêu nha, mình không có nói mấy người mà kết hôn với bạn là tại vì bạn ép buộc người ta, bạn đốc thúc người ta, hay là mấy bạn cưới nhau vì lý do gì đó khác thì mình không nói tới. Nhưng mà mình nói tới những hôn nhân dựa trên tình yêu, thì chồng bạn thực sự rất là yêu thương bạn, cho nên nếu như mà anh ta có quản lý tiền bạc thì anh ta cũng sẽ nghĩ tới bạn đầu tiên và rất là hào phóng nữa. Đàn ông họ rất là hào phóng, họ hào phóng hơn phụ nữ nhiều. Các bạn có bao giờ thấy ba của các bạn mà ngồi tính toán chi ly gì không? Chỉ có mẹ mới ngồi tính toán chi ly thôi. Mẹ thì thường tính toán nhiều hơn, chi ly nhiều hơn, nhưng mà ba thì ví dụ như có kỹ về tiền bạc nhưng mà cũng không tính từng đồng từng cắc. Cho nên là đàn ông thì thường họ rất là họ hào phóng hơn phụ nữ nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là khi mà mình giao tiền bạc để cho họ quản lý thì mọi người đều sợ là đàn ông mà có tiền sẽ sinh tật. Nhưng mà mình cũng không hiểu sinh tật là họ đem tiền đi đánh bạc hả? Họ sẽ đem tiền đi đánh bạc hả? Nếu một người đàn ông mà họ có cái tật đánh bạc, họ mê cờ bạc, mê nhậu nhẹt, thì khi hẹn hò nó đã lộ ra rồi, có những cái dấu hiệu nhìn thấy rồi, và các bạn cứ bỏ qua và các bạn chấp nhận cưới người ta, các bạn nghĩ rằng các bạn có thể thay đổi được anh ta, thì mình sẽ không nói tới những vấn đề đó. Thì những cái tật đó nó đã phát sinh từ trước khi quen bạn rồi, ví dụ như là cờ bạc, rượu chè, hay là họ làm những cái điều gì đó mà khiến cho bạn mất lòng tin, thì mình không nên áp dụng cái điều này ha, không nên áp dụng chuyện đưa tiền. Nhưng mà nếu mà chồng bạn trước giờ chưa có bao giờ làm chuyện gì khiến cho bạn bị mất lòng tin, thì tại sao lại không giao
cái việc mà nặng nề và cái việc khó khăn đó chính là quản lý tiền bạc cho chồng của bạn. Khi mà mình giao tiền bạc để cho người đàn ông quản lý á, thì họ sẽ có trách nhiệm hơn, tại vì họ phải gánh vác gia đình mà. Mọi người luôn luôn nghĩ rằng là đàn ông họ rất là vô trách nhiệm, rất là thờ ơ, nhưng mà đó chính là vì, sorry các bạn nha, nếu mà có ồn bây giờ mình sẽ vuốt cái chân mày mình một chút, tại vì bên này mình cảm giác như nó mập hơn bên này xíu. À, mình đang nói về việc đàn ông giữ tiền thì sẽ có trách nhiệm hơn, đúng không? Mọi người cứ nghĩ là đàn ông giữ tiền thì họ sẽ buông thả, họ sẽ không có chăm lo cho gia đình, nhưng mà thực tế cho thấy là ngược lại, những người đàn ông có đạo đức đó nha các bạn, những người đàn ông đàng hoàng tử tế, khi mà họ được giao tiền họ vẫn rất là có trách nhiệm, và thậm chí là nó sẽ giúp cho họ bận rộn hơn, tại vì khi mà họ không được quản lý tiền bạc á thì họ không có biết, không có cái sự kiểm soát đối với cái nguồn thu nhập mà họ tạo ra, thì như vậy họ cảm thấy là hơi trống trải và hơi rảnh á, họ mới nghĩ tới những cái chuyện mà bậy bạ ở ngoài, hoặc là họ như nhậu nhẹt để cho khuây khỏa. Nhưng mà khi mà họ cầm tiền thì họ biết là họ có bao nhiêu tiền, và nếu họ là một người đàn ông có trách nhiệm và chưa bao giờ làm cho bạn phải mất niềm tin trong chuyện gì cả, thì mình cũng nên để cho họ có cơ hội được thể hiện cái bản lĩnh đàn ông của họ, đúng không? Với lại khi mà các bạn đưa tiền cho chồng, các bạn sẽ nhìn thấy một cái sự gọi là mạnh mẽ, anh sẽ có cảm giác che chở các bạn, và các bạn cảm thấy mình nhỏ bé hơn, mình phải phụ thuộc vào chồng một chút xíu, và điều đó không sao cả. Mọi người cứ nói rằng là lệ thuộc chồng, hay là chồng nuôi là ăn bám, là vô tích sự, nó đâu. Ủa, vợ chồng đã là gia đình của nhau rồi mà, thì chúng ta phụ thuộc vào chồng một chút xíu, không phải là ngồi đó không làm gì và chờ cung phụng rồi mà xài tiền xả láng đi mua hàng hiệu hay gì đó. Mình không có nói đó là thái độ phụ thuộc và ăn bám là khác, nhưng mà mình ở nhà mình chăm sóc chồng, hoặc là nếu các bạn có đi làm thì rất là tốt, nhưng mà nếu các bạn không đi làm, các bạn ở nhà làm nội trợ cũng không sao cả. Tại sao gọi nội trợ là ăn bám chồng? Ủa, nếu không có những người nội trợ chăm sóc gia đình, cơm nước đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ, thì người chồng đi làm về sẽ như thế nào, đúng không? Cơm đâu ăn, họ sẽ rất là cô đơn, rất là mệt mỏi. Thì cái vai trò của người nội trợ cũng rất là quan trọng, thì như vậy họ ủng hộ và chăm sóc chồng về mặt tinh thần, thì điều đó cũng còn rất là quan trọng hơn là đi kiếm tiền và bỏ bê chồng, bỏ bê gia đình, không có lo lắng gì hết. Thì đó cũng là một sự gọi là đóng góp, chứ đâu có phải gọi là ăn bám đâu, đúng không? Yeah, người đàn ông khi mà họ có cái quyền kiểm soát đối với cái thành quả lao động của họ, thì họ sẽ trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, và họ cảm thấy có trách nhiệm hơn. Quá bận rộn với cái việc là suy nghĩ rằng là làm sao để đủ tiền nhà, tiền điện, tiền nước cho con cái học hành, cho vợ xài thì làm sao mà họ có tâm trí để mà suy nghĩ tới những cái chuyện bậy bạ khác, đúng không? Nhưng mà đó chỉ áp dụng với những người đàn ông mà chưa làm gì để bạn thất vọng thôi. Còn nếu như mà họ đã có những cái lịch sử mà bài bạc, nhậu nhẹt, là gái gú trong quá khứ, thì mình thực sự là cái lời khuyên này nó không áp dụng được cho các bạn. Còn những bạn nào mà chưa kết hôn thì trời ơi, quá tốt luôn. Hẹn hò là một cơ hội rất là tuyệt vời để mà các bạn gặp một người đàn ông tốt và có thể lựa chọn và loại trừ với một cái màn lọc. Tiếp theo thì mình sẽ đánh một chút phấn mắt cho mắt nó ấm, chứ để cho nó trố trố nhìn hơi kỳ. Một chút phấn mắt nhẹ nhẹ. Nãy giờ mình khuyên nhiều cái, nhìn có nhiều lý thuyết, có nhiều cái về lý thuyết, có nhiều cái là về ví dụ này, mình cũng không biết là nó khi mà edit xong mình phải nghe lại thì nó sẽ ra làm sao, nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Khi đi làm thì mình chỉ đánh có một màu mắt thôi, để cho nó nhẹ nhàng, nó subtle, nó có màu sắc vừa phải, nhưng mà nó cũng không có bị quá lố. Mình sẽ đánh cái màu hồng đó trên mắt, nhìn sẽ rất là nhẹ. Vậy mình sẽ bấm mi ha. Khi đi làm thì mình không có thời gian để vẽ eyeliner, nhưng mà đánh mascara là một cách rất là hay, rất là tuyệt vời, nó làm thay đổi cái con mắt của bạn luôn. Đang tính nói gì? Về cuộc sống hôn nhân của bọn mình á, thì mọi thứ đều rất là êm ả cho tới hiện giờ. Hình như hồi đầu video mình có nói điều này rồi. Một điều nữa mà mình muốn kể với các bạn đó là hai vợ chồng của mình thì cuối tuần đều đi hẹn hò. Mình thấy điều đó rất là quan trọng và cần thiết. Nhưng mà đi hẹn hò thì thông thường các bà vợ lâu dần á cũng thấy lười biếng mà khi đi với chồng không có còn sửa soạn nữa. Nhưng mà nó là một điều không nên nha. Khi đi hẹn hò với chồng á, au mình bấm vô mắt rồi, đau quá. Khi đi hẹn hò với chồng sau khi kết hôn rồi á, thì cái những cái buổi hẹn hò á chính là những cái lúc mà giúp cho mình sống lại cái thời mà còn yêu nhau. Cho nên nếu các bạn bỏ đi cái yếu tố đó, các bạn cứ nói là tại sao hôn nhân không còn được tươi đẹp như lúc mà hẹn hò tại vì các bạn bỏ đi những cái thói quen, chẳng hạn như những thói quen cần thiết khi hẹn hò đó là gì, là đi hẹn hò với nhau và sửa soạn mà lên đồ nè, mặc trang điểm nè. Mỗi khi mà mình đi với chồng của mình, mình vẫn dress rất là đẹp, vẫn mang giày cao gót, vẫn chải mascara, đánh son, đánh nền full full bộ luôn. Và những lúc như vậy á thì chồng của mình nó
rất là thích. Ảnh cứ nhìn mình hoài và khen. Nhìn nói chung là mỗi lần mà mình từ trong phòng thay đồ bước ra là ổng sẽ wow. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng như lần nào. Lúc nào ổng cũng nói là wow, hot girl nào đây. Rất là vui. Và mình cảm thấy được một cái ánh mắt tự hào của ảnh khi mà mình mặc đồ đẹp như vậy để đi bên cạnh ảnh. Cho nên cho dù mà kết hôn rồi, các bạn cũng không có nên lụm thụm ha. Mình có nghe nhiều người nói là trời ơi, lấy chồng rồi đi ra ngoài thay đồ hay là sửa soạn gì lười lắm. Sorry các bạn, mình đánh mascara mình không có nói chuyện được. Đi ra ngoài với chồng mà lười sửa soạn là một điều không nên. Tại sao lại lười? Trời ơi, đó là lúc mà mình được sống lại cái thời thanh xuân, cái thời mà còn hẹn hò với nhau, rất là vui và rất là đẹp. Tại sao lại bỏ nó đi, đúng không? Bỏ cái thói quen nó đi là một cái điều không tốt. Luôn luôn hẹn hò với chồng mỗi tuần nè. Nếu như các bạn không có thói quen hẹn hò với chồng mỗi tuần thì bây giờ bắt đầu tập thói quen đó đi. Có thể là chồng của bạn sẽ đồng ý với bạn, nhưng mà có thể là không, bởi vì đó giờ ảnh không có quen, các bạn đã từ bỏ cái thói quen đó rồi. Cho nên các bạn cũng nên cho người ta thời gian để mà gợi nhớ lại cái thói quen đó. Rồi nhớ khi mà đi chơi thì lên đồ đẹp lên, đồ ấy lên, chồng của bạn chắc chắn là sẽ rất là vui. Trừ khi từ đó tới giờ các bạn đã quen làm nữ nô rồi, quen làm ô sin và ở nhà thì cứ là ăn bận tuần toàn, đầu tóc bù xù, thì phản ứng của các ông chồng khi mà các bạn như vậy và rồi đột nhiên chuyển qua trạng thái là sửa soạn và lên đồ đẹp, đó chính là ăn bận cái gì vậy, lớn tuổi rồi, già rồi mình đó, cái kiểu mà các bạn sẽ thường hay thấy. Thì đó là tại vì trước giờ các bạn đã quen nữ nô rồi, quen làm ô sin rồi, không có sửa soạn cho mình. Thì khi các bạn tự nhiên đó giờ làm nô tỳ, giờ chuyển sang làm công chúa thì người ta cũng bực mình chứ bộ. Nhưng mà phải tập dần dần thôi, các bạn phải kiên định với cái sự thay đổi đó. Nếu như các bạn muốn là mình thay đổi cục diện, mình được trân trọng hơn, mình nâng niu hơn như công chúa. Còn nếu không thì thôi, không sao cả. Các bạn, mình cảm thấy hơi tiếc, bởi vì phụ nữ là để đẹp mà. But anyway, mình với chồng mình rất là hay hẹn hò với nhau và đi chơi. Cuối tuần thì bọn mình hay đi nhà thờ, xong rồi bọn mình dắt nhau đi ăn. Và những cái lúc mà đi chơi như vậy thì vẫn giống như lúc hẹn hò thôi, là chồng mình sẽ chọn địa điểm, đặt chỗ và đưa mình tới. Mình cũng không có phải lựa gì cả. Ví dụ như thỉnh thoảng khi nào mình muốn thèm cái gì đó, mình muốn ăn cái gì đó thì mình nói với chồng mình là tự nhiên thấy thèm ăn pizza quá à. Là tuần đó ổng sẽ đặt chỗ dắt cho mình đi ăn pizza. Hoặc là mình muốn đi coi Endgame á. Trời ơi, Endgame hay lắm á anh ơi, muốn đi coi quá à, hút quá à. Là ổng sẽ đặt chỗ cho mình đi coi Endgame giống như vừa rồi. Mặc dù là chồng mình không có thích Marvel, chồng mình thích DC hơn, nhưng mà đó. Ok, đánh son nha. Đây là cái son của NYX. Xong mình sẽ đánh màu San Paolo. Màu này hơi hồng, hồng magenta. Nhưng mà tại vì mình đánh mắt cũng ít á, cho nên là mình đánh môi nó hơi nổi xíu cho cái mặt nó tươi. Rồi bây giờ mình sẽ thả tóc ra. Tối mình đi ngủ mình hay cuốn lô các bạn, để sáng dậy mình không có tốn thời gian làm tóc. Ok, mình nghĩ là cái video này cũng khá là dài rồi, mình cũng chia sẻ hơi nhiều rồi. Hy vọng là nó không quá chán các bạn ơi. Trời, video nãy giờ là mình nói rất là nhiều và khá là dài rồi. Mình hy vọng là các bạn thấy vui khi xem cái video này, và bọn mình đã có một cái buổi tâm sự hơi dài hơi. Là cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy like và subscribe để True Lady Bay cộng đồng của mình được lớn mạnh hơn. Tạm biệt các bạn.